afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ở sáng nay thì mình sẽ ở trong nick của bạn Tanuki để mở cái bộ trang phục của nhân vật nữ chủ tế trong Huyền Ảnh Mê Đồ. Rất là vui bởi vì là bạn này đến từ Nhật và nạp sẵn mảnh hết rồi. Mình chỉ có việc gọi là mở thôi. Ở trên cái con đường này thì nó giá trị đầu tiên là cái phần mấy cái bộ skin đây. B này. Rồi nội thất thì là cảnh giới vũ trụ, có thể tương tác và số lượng là 1. Nếu mà mở trùng thì sẽ quy ra đá. Thứ hai thì nó sẽ là một cái bộ trang phục của thợ máy Reswim. Rồi phụ kiện vàng, lọ tinh vân. Tiếp theo sẽ là một con bét tên là Chạm Vào, con bét hình sứa với concept vũ trụ. Đó. Nó cũng là con bét màu vàng luôn. Về cửa hàng sự kiện thì bạn này lấy được cái trang phục Mnemozin lẫn cả cái con thăm dò phụ kiện luôn rồi. Và các bạn có thể thấy là ở phần shop mới thì sẽ có sứ giả sữa chua hả? Yoxodoc là cái gì vậy? Không biết. Đây, trang phục SS tiếp theo của nhân vật nữ chủ tế. Tiếp theo là cái khung chân dung. Nó có hiệu ứng sáng kim tuyến rất đẹp về Avatar đây. Tạm thời cái clip của mình đang để chế độ 4K cho nên là nhìn nó rất là mượt. Lâu nó hơi bị lác lác chút nhưng mọi người thông cảm. Rồi, giá nhãn dán luôn, sứ giả. Không biết đọc cái tên này là kiểu gì nhưng mà Yok Sodao đi ha. Đọc đỡ đi. Nếu mà có gì sai sót thì mọi người comment cho mình biết cái ấy hơn, tại vì mình cứ chưa có chuẩn bị về cái cách phát âm cái từ này lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình quay nha. Tại cái nick bạn này là nạp sẵn đâu là 30.000 mảnh rồi. Bây giờ mình sẽ quay mỗi lần là 500. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem showroom của nhân vật nữ chủ tế. Một lần quay 500, nếu mà các bạn quay đúng vào những cái ô mà có ngôi nhà thì sẽ được thẻ giảm giá. Sẽ giảm xuống từ 500 thành 400 miễn phí cho 5 lượt quay. Đây, đây là cái trạng thái thứ hai của nữ chủ tế. Trời ơi, cái móng giò kìa má. Nếu mà ở cái dạng đen là sẽ có cái móng giò. Dạng người thì chân người bình thường. Rất là xinh đẹp luôn, rất là xịn sò, rất là nhiều màu sắc. Và cảm giác nó sang trọng quý phái hơn hẳn ấy. Wow. Giống y như là Illumia bên Liên Quân ấy. Cái màn xuất hiện lúc mà bung ánh sáng ra mọi người thấy không? Còn cái tay mà cầm cái miếng vòng thì giống Aleister. Sứ giả Yok Sodao. Đây là cái emote ngồi nè mọi người. Bên ngoài cánh cổng. Đó, nếu mà chúng ta dùng emote trong phòng, trong nhà thì nó trong cả trận đấu thì nó sẽ hiển thị như thế. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quay nha. Clip này thì mình sẽ quay từng bước để được nghe giọng, nghe voi, nghe âm thanh. Tại vì lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác này. Cho nên là nếu mà quay full 7.000 điểm thì sẽ khá là dài. Mình muốn trải nghiệm từng nấc một và nghe từng tiếng bụp 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 cho nó sướng mọi người. Đấy. Sao mà cứ lòi con số 1 đâu ra vậy trời. Ở bên tay phải của mình khi mà quay xong á, sẽ có khoảng đâu là... Đâu, để mình coi thử. 5 cái cầu màu xanh. Khi mà mình tích đủ điểm, mình sẽ đổi điểm để cộng dồn vào. Tối đa là 7.000. Quay trùng vật phẩm như cái mấy cái thẻ thì... Ra skin đâu, ra đá rồi... Quy lại thôi. Đúng không? Rồi, mình đã quay được cái mốc cầu số 3 rồi. Về chủ ạc thì bạn này đang sống ở Nhật Bản. Và rất là vui khi mà bạn ấy cho mình mượn cái... được trải nghiệm luôn á. Được trải nghiệm cảm giác quay cái bộ trang phục này như thế nào. Thì cũng rất là vui. Nhưng mà sáng ngày hôm nay chắc là mình cũng không có quay kịp gameplay đâu. Nhưng mà phải rời hẹn các bạn đến buổi chiều. Nghe cái tiếng nó lắc lắc. Sao mà cứ lòi ra con số 1 vậy trời.
Các bạn để ý cái số điểm, số tiền của mình là 30.000 mà mình quay được đâu à? Còn 27.500. Tính ra là quay được 5 lần rồi đó. Đúng không? Quay được 5 lần rồi. Cảm giác nó rất là sướng. Tại vì là mình cũng không... Cứ một lần quay là 100 mảnh thì tương đương là 100 eco. Bạn này nạp sẵn 30.000 rồi, nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn sẽ không có đủ. Dù là bạn ấy đang nạp dư bên ngoài nữa, nếu mà mình quay hết thì mình sẽ nạp thêm. Ôi, khi mà quay đủ được 7.000 điểm rồi thì mình sẽ ấn vô cái phần trung tâm ở giữa. Đó, cái phần quả cầu ánh sáng nó nằm ở giữa cái bản đồ đây. Là các bạn sẽ bắt đầu chính thức là nhận được nữ chủ tế, rồi avatar, rồi emote, rồi khung. Còn về phần nội thất với cả phụ kiện thì trên con đường di chuyển đây thì chắc chắn là sẽ kiểu gì cũng sẽ nhận được. Nhưng mà sớm hay muộn thôi. Rồi, mình đang đổi cái số điểm đây. Full cột luôn rồi. Ngày mai còn một buổi thuyết trình và buổi chiều thứ bảy nữa là chính thức xong, nghỉ Tết. Và sang Tết là sẽ bắt đầu học với những cái cô chú, những cái anh chị mà kiểu 30 tuổi, 40 tuổi đang học tại chức. Hình như là học tại chức để lấy cái bằng thạc sĩ hay sao ấy. Ngày xưa chú mình cũng có một cái khoảng thời gian rất là dài học điện lực ở trên trường cao đẳng. Sau đó là phải về tỉnh học thêm một cái trường tại chức nữa để học đại học liên thông gì đó mình cũng không rõ. Mà học kiểu học thứ bảy chủ nhật thôi. Cho nên là ngày sau đó là mình cũng sẽ học vào những cái thời điểm đấy. Học một môn vào thứ bảy, sáng chủ nhật. Trời ơi sao mà con đường... Tôi muốn lắc một phát là lấy được ba cái vật phẩm S cùng một lúc mà nó không có ra luôn á mọi người. Nó cứ dừng trước đó thôi. Kiểu như là nó... Mỗi nick đã được lập trình sẵn rồi đó. Nếu như mà có lắc thì sẽ phải lắc cũng khá là nhiều thời gian. Không thấy một đó, bắt đầu lòi ra số 2. Nhưng mà thực chất ra thì lòi số mấy nó cũng thế thôi. Kiểu gì kiểu cũng sẽ lấy được cái nội thất này, con bét với cả phụ kiện. Nhưng mà sớm hay muộn. Nhưng mà dù gì cũng phải mắc được 7.000 điểm thì mới lấy được nữ chủ tế và những cái đồ đi kèm. Mình dừng đến đâu thì sẽ sáng đến đó. Và những cái chỗ mà sáng ấy, chắc chắn là mình sẽ lấy được cái ba cái đồ này. Ký ức gì trời. Nghe bụp 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 đã không? Sướng ha. Ngày hôm qua, tối qua mình tính đăng gameplay khác nhưng mà kiểu đi siêu thị. Mẹ rủ nhưng mà kiểu mấy ngày nay không đi ấy, thế là thôi hôm qua đi luôn cho rồi. Nhưng mà đâu có ở nhà đâu, đi từ lúc 2 giờ tới gần 8 giờ mới về. Ôi lấy được con bét rồi nè mọi người ơi, con bét nó sáng rồi. Vậy là cái chỗ này sẽ lấy được con bét. Nhưng mà nếu mà trùng con bét một lần nữa là mình sẽ bị quy đổi lại thành là 1.000 đá. Chạm vào một con sứa rất là xinh đẹp. Bữa nay nó nâng cấp lên thêm một con bét. Con bét này có thể dùng cho tất cả những cái survival khác luôn. Nó sẽ bay bay bơi bơi. Nó hơn hương sư ở chỗ này. Hương sư không có bét riêng. Nhưng mà nếu mà chủ tế có một con bét thế này thì chắc chắn là trang phục Mnemozin mà kèm theo con bét hay là ngon. Đó, mọi người thấy cái thẻ không? Mình quay trúng cái nhà được giảm 20%. Là xuống còn 40. À 400, 400 eco một mảnh. Một lượt chứ, quên. 5 lượt, 400 này có 5 lượt. Nói khùng, nói điên, nói sàng, nói bậy. Anh nói xà lơ. Trời ơi. Nó không đạp vô nổi cái phụ kiện S luôn á mọi người. Thật là chiêu chiêu. Rồi, 0-1 thì ra 2. Sương sương là mình đang xài hết đâu là gần 10.000 mảnh, là 10k eco rồi.
Trời ơi, nó sáng ở hai bên phụ kiện luôn mà nó không có đạp vô giùm. Một, không ra một. Nếu mà quay ra một và cái xúc xắc đầu tiên là đạp vô được cái phần phụ kiện luôn á. Cái nội thất cũng được nè. Trời ơi, số đẹp dữ. Nhưng mà quan trọng là phải lấy được 7.000 điểm cơ. Còn mấy cái đồ trên đây kiểu gì kiểu mình cũng sẽ lấy được hết. Cho nên là không cần phải quan tâm vấn đề này lắm. Quan trọng là cứ 7.000 mốc là sẽ lấy được hết mọi thứ rồi. Lấy được từ chủ tế SS. Mọi người xem phần showroom của chủ tế rồi. Có một cái móng giò ở dạng đen. Và khi mà cái dạng đen này nó sẽ xuất hiện thì lúc đó là mình đang gọi vòng xanh. Hoặc là mình đang có vòng xanh ở trên bản đồ. Khi mà Hunter nó phá cái vòng xanh đi thì mình sẽ trở lại về dạng trắng. Giống như kiểu mặt ác với mặt thiện vậy đó. Trời ơi, nó không đạp giùm. Yo. Nếu mà quay cái phần này chắc chắn là được một nùi thẻ A nhiều lắm ấy. Tách ra đá cũng phê lắm. Rồi thẻ B nữa. Chưa tính là đá tím mình đạp vô tùm lum nữa nè. Manh mối nữa. Ui ôi. Đấy mọi người thấy không? Một lần như thế kiểu gì cũng sẽ có thẻ A với thẻ B. Tách ra lấy đá tím quá trời luôn. Không có. Sáng nay có một bà sang kiểu thấy cũng tội mọi người. Đi con cái nhiều khi đợt đã nằm bệnh viện mà không có ai chăm hết trơn. Đi không nổi luôn. Mà con cái kiểu giống như là chia đất đai đồ không được thì bắt đầu đùn đẩy nhau rồi không ai chăm bà. Hôm nay bà đỡ rồi, bà đi sang đây bà cho nhà mình chuối sáp gì đó. Bảo là thôi luộc mà ăn, chứ ăn không thì không ngon. Mà trước là đi khỏe lắm, đi toàn ten mà sau cái đợt bệnh đó giờ đi phải chống gậy luôn. Cho nên là trời kêu ai nó dạ nhìn cũng khổ. Mà khổ cái bà cho nhà tôi chuối thì bà có thể dùng rất là nhiều những cái câu khác. Chẳng hạn như là bà có tí chuối cho nhà con này. Hay là chuối này ngon lắm, bà mang sang một ít cho ăn không? Con nhà bà ăn không có hết, bà mang sang đây ăn. Ủa là sao trời, là ăn không hết mới cho hả? Kiểu sáng nay nghe xong cụt lủn hứng luôn á. Đúng như kiểu gọi sao đạp hương sư nữa mọi người. Trời ơi, khổ quá. Mình quay được một nửa của 30.000 rồi. Mà còn chưa ra cái phụ kiện lẫn cả cái nội thất nữa. Mà có sứa nữa trời. Nếu mà bấm cái phần bỏ qua ảnh động lúc quay thế này thì nó nhanh. Nhưng mà nghe nó không có vui. Nghe bụp 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 hay là lắc 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 thì sẽ hay hơn. Đạp cho phụ kiện giùm. Không, chê. Chính thức là 15.000 điểm. Nhưng mà chưa được một nửa của 7.000 nữa mọi người. Chưa được 3.500 trên 7.000 nữa. Thật sự. Ồ, chắc là cái phần này phải nạp thêm rồi. Chắc chắn luôn. Nếu như mà 15.000 mảnh mình dùng mà được 3.500 á thì ngon. Còn đằng này thì mới được có 3.000 mấy? 3.200. Không đủ nữa. Thật sự không có đủ. Mà có ai đi quay cái phần mà mê huyền ảo ảnh cái gì ở đây mà ngồi nói như mình không? Không hề luôn cái chỗ. Khát nước kinh khủng. Cái routine mà ở nhà sáng nào nó cũng sẽ có một ly cà phê. Nhà mình hay pha cà phê buổi sáng. Thế là uống. Mà sáng nào cũng uống cà phê. Mà bác sĩ họ nói á, uống cà phê tốt. Nhưng mà uống cà phê đen á, không có đường thì ok la. Còn mình thì uống cà phê đen thì có đường. Chứ sao uống không đường được. Đắng chết thì được. Sao nó không đạp giùm đi trời. Làm sao vậy quý chị?
Vô, đợt này coi. 6 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi. Búp, 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 búp. Mọi người nghe không? Cái tiếng rất là hay nha. Búp, 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 búp. Vô. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Quỷ sứ Hà. Mọi người uống cà phê nguyên chất chưa? Eo ơi. Hôm đó mẹ tôi pha mà tôi không biết tôi uống mà tôi say sẩm một ngày luôn. Kiểu lúc đó. Ấy, đấy được nội thất rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Một vòng mà lấy được hai cái phần S luôn. Wow. Dụng cụ cảnh giới vũ sục. Có thể tương tác lọ tinh vân. Ok 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 nha. Xinh đẹp tuyệt vời. Rồi giờ đã an tâm lấy 7.000 điểm thôi. Nhưng mà còn có 11.000 manh mô mảnh đó, mảnh ghép. Nhìn giống như kẹo trong phim Squid Game ha. Cái cà phê nguyên chất thường thường nó sẽ không giống những cái cà phê mà họ bán kiểu linh tai linh tinh, họ lấy đúng cái cà phê đó họ xay sao ấy, là nó đắng mà nó nồng cực kỳ luôn. Uống thì sẽ có một cái cảm giác, không biết mọi người uống nguyên chất sao chứ mình uống là nó rợn cái cổ luôn á. Nhưng mà kiểu vui vui mà không quan tâm đến nó, là một hớp một phát là tôi nói thiệt sự luôn là nó say sẩm, kiểu giống như người bị cao huyết áp vậy đó. Nhìn trái đất nó kiểu nó cứ lắc lắc rồi nó mình đang lơ lửng ở không trung ấy. Ngồi ấy là phải lấy hai cái tay chống ra đằng sau chứ không là nằm vật ra liền. Bởi nhiều khi mẹ tôi pha cà phê mà tôi cũng phải hỏi là ủa cái cà phê là cà phê nguyên chất hay gì vậy mẹ, mà muốn uống là phải pha loãng ra. Giống như kiểu là một muỗng cà phê nguyên chất phải có khoảng đâu 4 muỗng nước lọc bỏ vô, hoặc là thật là nhiều đá nó tan dần ra uống là vừa. Còn không là thôi rồi lượm ơi luôn. Nghĩ mà nản luôn. Cảm giác nó lâng lâng như bay bay bồng bổng chứ không chung lắm. Trời ơi. 1 điểm. Búp. Thôi để mình lắc thì cho nó nhanh, mọi người lắc lắc lâu quá. Nhưng mà nghe nó chán ha. Mình muốn nghe bụp 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 người quay quay của cái xúc sắc nó sẽ vui hơn. Còn đằng này thì quay theo kiểu thế này thì coi nó cũng hơi bị rầu, nhưng mà được cái nó sẽ nhanh, đỡ tốn thời gian. Tại giờ nó cũng lấy được tổng cộng trên cái con đường đây thì cũng lấy được 3 cái đồ S rồi. Quan trọng mục tiêu bây giờ là quay làm sao đến gần cái mốc 7.000 điểm thì mình sẽ bắt đầu dừng và ném một lần để tránh đỡ lãng phí cái phần eco. Bạn này thì đang học ở Nhật, thì đi làm kiếm tiền rồi được trao cho mình cái cơ hội gọi là lấy cái bộ trang phục này. Cảm giác rất là sướng mọi người ơi. Lại trùng nữa. Thực ra thì cái bộ trang phục này hiện tại rất là nhiều người mua ấy, thật sự. Mà đi kìa đi lấy cái bộ trang phục này nghĩ cũng hơi bị đắt đỏ đúng không? Với cái giá mà kiểu giống như là định mức luôn là 10 triệu. Sáu ngàn hai rồi. Giờ thì lắc được 3 thôi. 3 lần nữa rồi mình nạp tiếp eco vô để đổi mảnh. 5 điểm. Cày quá, không có đủ được 7.000. Rồi, chính thức là xài hết 30.000 eco rồi ấy nha. Giờ tôi tiếp tục đổi ám hiệu. 4, 3 được không? 4 đi. 4 mà chắc cũng không có đủ đâu. Để mua thêm lần nữa. Hy vọng là đợt này đủ luôn nha. Không đủ mọi người, không có đủ nổi ấy. 6.004 thôi. Rất là mất thời gian. Sáu ngàn năm rồi. Wow. Trời ơi, đúng là đi shopping.
shopping giống Ivan, giống như kiểu Ivan đi nick của tôi vậy đó mọi người. Nhưng mà tôi xài nâng cấp cái bản Eco, còn Ivan là Ivan dùng đá tím. 54.000 đá tím nha mọi người. Nhưng mà tôi khác Ivan ở một chỗ là tôi được sự cho phép của chủ ạc. Chứ tôi không có tùy tiện đi shopping với một cái tài khoản của người khác. Thật sự. Trời ơi, 6.935 rồi mọi người ơi. Thôi lắc một cái đỡ tốn Eco nha. 2 điểm. 6.955 rồi. 4 điểm. 6.975. Trời ơi cái gì vậy trời. 4 điểm. Đủ không? 6.995. Cay vãi. Giờ thì ra 6 điểm má. Coi có tức á. Rồi 7.000 điểm rồi. Yeah. Cái cột phát sáng rồi. Ủa nhận ở đâu? Cái phần Đây rồi. Ấn vô cái trụ ở giữa map. Nhấn để lấy đi mọi người. Wow, sứ giả gió sô đao. Sô thoát hả? Sô chậu. Xinh đẹp tuyệt vời mọi người ơi. Rồi. Tổng thiệt hại là cũng hơi bị cay nha. Nhưng mà lấy được là vui rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là diện đồ vô. Đẹp quá. Nó thật sự nó lát kìa. Làm bóng, làm mình, làm mẩy nè. Đẹp quá à. Hai cái quả sừng giống như hai cái đèn vậy đó. Cái môi giống sỏ khuyên ha. Nó có cái vết ở giữa giữa này. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái bản Edit Lobby này ra. Mình thêm cái phần nội thất vô. Rồi cái nội thất đâu? Đây rồi. Giờ quan trọng là phải đặt ở đâu nè. Đặt ở đâu để cho nó gọn gàng, sáng sủa để ai cũng đi vô, ai cũng dòm được. Tiếc là bạn này đang dùng Android. Nếu mà dùng iOS là mình sẽ stream mình mở luôn để cho các bạn cùng coi. Nhưng mà tiếc quá, dùng Android thì mình đang dùng MacBook. Dùng MacBook cho nên là mình không có chiếu cái Android lên được. Mà máy tính em mình thì nó lại dạng Windows thì dễ. Nhưng mà kiểu nó cầm đi học mất tiêu rồi. Nó học cả ngày tối nó mới về. Ừ, cho nên là rất là khó. Không thì mình cũng sẽ cố gắng mình tải lên cho các bạn xem. Cái này là nó sẽ có một cái gì đó và tương tác. Trang phục này cũng có thể biến thành dạng đen nha mọi người. Nó có cái phần đổi dạng kia. Trời cái gì vậy trời? Ừ, tôi tưởng coi bọn không mọi người, nó mờ mờ ảo ảo. Ủa là cái phụ kiện, cái nội thất này là nó chỉ ấn vô là nó ra cái màu này thôi hả? Interaction. Vô. Ủa? Tôi cứ tưởng là nó sẽ có cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ mang phụ kiện vô. Lọ tinh vân. Rồi đeo theo con bé đó nha mọi người. Thú cưng. Nhận gần đây. Chạm vào. Rồi thêm cái emote ngồi nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô chế độ custom và trải nghiệm cái phần đặt vòng nè, ngồi nè, rồi biến dạng cho bạn coi nha. Còn về gameplay thì mình sẽ up vào buổi chiều. Tại vì mình nghĩ là buổi trưa nay chắc mình cũng không up kịp gameplay cho bạn coi đâu. Cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Nữ chủ tế. Có một cái ghế riêng biệt luôn. Cho các bạn có thể sang chảnh giữa dòng đời xuôi ngược. Có những cái mà các bạn thấy là sức mạnh của đồng tiền đúng không? Có tiền là có ghế xịn mà ngồi, phải ngồi ghế gỗ. Ghế gì mà nghèo nàn lạc hậu ấy. Mà tôi cũng không biết là vô trong game rồi mấy bạn khác có bị lag không.
Chứ có nhiều lúc mà mình mượn những cái bộ trang phục S mà mình chơi với partner của mình thôi là nó cũng đủ rất là lag rồi. Vậy cho nên là nhiều khi thấy cũng cũng khá là khổ cho những cái bạn mà máy cấu hình yếu hoặc là những cái khu vực mà sóng internet rồi nó không được ổn định. Rồi, con sứa xinh ghê không mọi người? Nó cũng giống như có một cái quả tim ở giữa. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi nè. Ước gì Tết này có người yêu. Ngồi đi má. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích ngồi của Hương Sư hơn. Nó điệu đà hơn. Còn ngồi cái này nó thiên hướng về hiệu ứng. Còn Hương Sư là thiên về cái dáng ngồi với cái kiểu ngồi. Về cái gu của mình thì mình thích kiểu ngồi của Hương Sư. Hương Sư nó xoay một vòng là hiện ra cái ghế nó ngồi xuống. Còn bà này mất. Bà này thiên về hiệu ứng ngồi ghế hơn là Hương Sư. Con bé rất là xinh nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt vòng cho bạn coi nhé. Nhìn boss thì Hương Sư thì chết liền liền. Ôi, hố đen vũ trụ. Xinh quá à, cái vòng này mọi người ơi. Trời ơi, muốn rút vào đây luôn. Ước gì được cái phụ kiện thôi cũng được ha. Có phụ kiện là mình thấy mãn nguyện lắm luôn rồi đó. Nhưng mà nói chung là cái trang phục này nó nằm vĩnh viễn ở trong shop. Và mọi người nếu như mà muốn thì mọi người cứ vô quay thôi. Nó không có bị mất. Cho nên cứ thoải mái kiếm tiền. Khi nào giàu mua. Nhanh nhất đi làm ngành. Trêu rồi á. Còn khi mà dùng dạng đen là sẽ gọi vòng này. Đấy. Gọi vòng xong là sẽ biến thành dạng đen. Còn Hunter mà phá đi ấy là sẽ biến thành dạng trắng như bình thường. Ở đây thì mình đang dùng cái boss nên không có ai nhận vòng đâu. Đó, mọi người thấy không? Nhìn cái hiệu ứng chuyển nó rất là đẹp. Nó mềm mại, nó nhẹ nhàng chứ nó không có bị quá là cứng nhắc. Tóc đen. Và... Rồi, đổi thành rồi. Đi cứu thử xem sao này. Rồi lên ghế ngồi xem sao. Bạn nào muốn lấy phụ kiện thì có thể là... Ủa, trang phục này bị đánh là nó cũng rất là bình thường nha. Nó không có giống như Hương Sư. Bị đánh xong là bị lột đồ. Muốn lấy phụ kiện thì cứ nạp vô lắc thôi. Còn trang phục thì mình cứ... để dân dân nữa. Ngồi. Đấy mọi người không? Thấy không? Cái này nó thiên về là hiệu ứng ngồi ghế hơn là về kiểu dáng. Nếu mà về dáng thì thích Hương Sư hơn. Gì ói vậy trời. Thôi và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Chiều nay thì mình sẽ làm thêm một trận gameplay về nữ chủ tế cho bạn cùng xem. Và rất là cảm ơn Tanuki đã hỗ trợ cho mình để mình có cái clip quay và lấy chủ tế như thế này. Cảm giác rất là thoải mái, rất là vui luôn. Bye bye.